Harrigan bị chồng cấm tham gia quý ông đại chiến vì tật mê trai. Harrigan ôm ấp trai lạ liên tục hú hét sướng ơi là sướng, Trấn Thành cấm tham gia chương trình về quý ông. Trấn Thành đã cấm Harrigan tham gia chương trình về quý ông vì thái độ mê trai của vợ. Sau thời gian dài vắng bóng, Harrigan trở lại chương trình quý ông đại chiến trong tập 10 chương trình. Bà xã Trấn Thành hội ngộ cùng hot girl Sam, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ ca sĩ đã đưa lý do đau đớn khi mình không xuất hiện trong chương trình này thời gian qua. Theo Harrigan, cô bị Trấn Thành cấm không cho tham gia chương trình này bởi sau những tập đầu, những clip mê trai mất kiểm soát của Harrigan tràn lan trên mạng và lọt vào tầm ngắm của Trấn Thành. Bà quá trời rồi nha bà nội, Harrigan trích nguyên văn câu nói và thái độ của Trấn Thành dành cho mình. Sau lần ấy, Harrigan phải hứa với chồng mình sẽ bỏ tật mê trai. Nhưng ai biết được, trai đến thì cứ phải mê thôi, Harrigan hài hước cho biết. Điều này đã nằm trong máu của cô nên chỉ có thể kiềm chế chứ không bỏ được. Đặc biệt, giọng ca của anh cứ đi đi còn vô tư ôm ấp trai lạ và liên tục hú hét. Cô thổ lộ sướng ơi là sướng khi thoát khỏi Trấn Thành để ngã vòng tay của người khác. Dù vậy, trên sóng truyền hình, Harrigan vẫn không quên gửi những lời tình cảm tới người chồng của mình. Thưa chồng, em vẫn yêu anh nhất. Trong 7 cực phẩm tuần này, Harrigan đã dành sự ưu ái cho chàng trai xứ Huế vì xàm và uốn éo như Trấn Thành. Trong một phần thi, Harrigan sẽ hóa thân thành vợ sắp cưới, nhưng lại gặp phải gia đình nhà trai quái ác. Harrigan đến ra mắt, nhưng nhà trai cứ đinh ninh gọi cô là Mai Hồ. Bị gọi sai tên, Harrigan nổi đoá khi phải liên tục nghe nhắc về Mai Hồ và những lời khen dành cho tình cũ Trấn Thành. Nếu Harrigan được nhiều trai đẹp vây quanh, thì Ninh Dương Lan Ngọc lại âm thầm dành riêng cho mình một cực phẩm. Trong 7 chàng trai của tập 10, thí sinh Đoàn Thanh Tùng chính là người gây ấn tượng vô cùng đặc biệt. Trở về từ Nga, Đoàn Thanh Tùng chính là người đứng đầu bộ môn tân bóng nghệ thuật tại châu Á và lọt vào top 16 thế giới trong suốt 13 năm theo đuổi bộ môn này. Với Thanh Tùng, bóng đá là một nửa cuộc sống và giúp anh Chu Du giao diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh tài năng, Thanh Tùng còn ghi điểm trong lòng các bóng hồng showbiz bởi sự chân thành mộc mạc. Khi biết Thanh Tùng chưa có bạn gái, Ninh Dương Lan Ngọc bạo dạn đề nghị, hãy để em lùm bóng giúp anh. Trái ngược, Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ lại dùng hai con của mình để kết thân với chàng thầy giáo trẻ đến từ tỉnh Cà Mau.